chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ ba, ngày 4 tháng 10 năm 2022, phần đầu của bản tin trưa sẽ có những nội dung chính sau đây. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Brandmark Việt Nam đã tổ chức hội thảo giải pháp mới lập kế hoạch kinh doanh 2023 với chuyển đổi số và ứng dụng phần mềm. Tại hội thảo, các chuyên gia đã trình bày các nội dung chính như những khó khăn, trăn trở của doanh nghiệp khi lập kế hoạch kinh doanh, phương pháp lập kế hoạch kinh doanh theo mô hình Brand POS và ứng dụng công nghệ trong việc lập kế hoạch kinh doanh, góp phần giúp các doanh nghiệp có thêm thông tin về xây dựng chiến lược kinh doanh 2023 mang tính thực thi hiệu quả và bắt kịp xu hướng chuyển đổi số hiện tại. Trong đó, nổi bật là phần mềm Brand AOP được phát triển bởi BrandTech, sở hữu các tính năng nổi bật như khả năng liên kết dữ liệu mục tiêu từ các phòng ban đến công ty, đa dạng phương thức đo lường chính xác, báo cáo thông minh, ghi nhận tức thời kết quả kinh doanh, góp phần giúp các doanh nghiệp phát triển và lớn mạnh. Brand AOP là một trong những công cụ quan trọng trong bộ Brand POS, bắt đầu từ tầm nhìn đến cấu trúc, đến mục tiêu, đến các giải pháp để chúng ta đạt được mục tiêu, là đó là AOP. Sau đó chúng ta triển khai các công cụ KPI, văn hóa doanh nghiệp, v.v. Và chúng ta có những giải pháp cụ thể, những hành động cụ thể, đánh giá đo lường cụ thể, và chúng ta có khoản ngân sách để đầu tư cho hoạt động kinh doanh hàng năm của mình.